Dược liệu là thân và rễ đã thái phiến, phơi hay sấy khô của cây mật nhân còn gọi là bách bệnh Curicoma longifolia rách. Họ thanh thất Cimarubaceae, một thân hình trụ, được cắt thành những lát dày mỏng không đều. Dày khoảng 0,1 đến 0,3 cm, đường kính 3 cm đến 10 cm. Mặt ngoài có thể sót lại bần màu nâu sẫm đến nâu. Có nhiều rãnh dọc, mặt cắt ngang màu trắng ngà đến vàng nhạt. Chất cứng, khó bẻ gãy. Mùi thơm, vị đắng, rễ hình trụ, được cắt thành những lát dày mỏng không đều, dày khoảng 0,1 đến 0,3 cm, đường kính 2 cm đến 9 cm. Mặt ngoài có thể sót lại bần màu nâu sẫm, có nhiều rãnh dọc. Mặt cắt ngang màu trắng ngà đến vàng nhạt. Chất cứng, khó bẻ gãy. Mùi thơm, vị đắng, 2. Độ ẩm, không quá 12,0%. Tiến hành theo Dược Điển Việt Nam 5 phụ lục 9.6, 1 giờ, 105 độ C. 5 giờ, 3, cho toàn phần, không quá 10,0%. Tiến hành theo Dược Điển Việt Nam 5 phụ lục 9. 8. Phương pháp 1. Dùng 2 gam dược liệu để thử. 4. Cho không tan trong axit, không quá 0,7%. Tiến hành theo Dược Điển Việt Nam 5 phụ lục 9.7, phương pháp 1, 5, tạp chất không quá 1,0%. Tiến hành theo Dược Điển Việt Nam 5 phụ lục 12.11, 6, định tính, phải có các phản ứng đặc trưng của mật nhân. Phương pháp sắc ký lớp mỏng, Dược Điển Việt Nam 5, phụ lục 5.4, 7, chất chiết được trong dược liệu. Không được dưới 3,0%, tính theo dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo Dược Điển Việt Nam 5. Phụ lục 12.10, phương pháp chiết nóng, dùng etanol 96% làm dung môi. 8. Chế biến, thu hái, cắt lấy phần thân và rễ, rửa sạch, bỏ lớp bần ở rễ, phân loại to nhỏ, thái lát mỏng. Phơi hay sấy khô. 9. Bảo quản, trong bao bì kín, để nơi khô ráo, tránh mốc mọt, sâu bọ.